Trong nó thấy mày chạy chân. Vừa mới ụt là táp liền. Cái này mới đá. Ủa mày. Dằn ghế luôn. Năng nó im ghê à? Ừ, nó mới nước đục mới dễ câu cho mình đó chứ. Xuống chút nữa. Cái gì? Chút nái à. Quá thì bự ơi. Thì bự quá. Ừ không bằng tay nè. Ừ không tay. Đấy, lấy vỏ nè. Để bên đây nè. Để bên đây nè. Gửi. Ừ không bằng tay luôn. Quá trời. Nó phi khủng. Dính mép chút xíu nó ruột nè. Ôi da. Rồi, trở lên. Nặng tối nè. Ê, móc vô đây. Rồi. Khuy mùi dế ăn chợ. Con này chắc đói gì lắm rồi. Là có cá phi bự đi câu dài dài đường này vô luôn. Trời ơi trời. Thank you.
Huy nữa nè. Trắng tươi luôn. Thả giữa mưa thả sâu xuống. Cá bự anh ngập sâu xuống. Cá bự luôn, nó dính rồi đó, có cái cúng hay không. Dế năng láng chứ. Chết nè, chết tao nè Nguyễn ơi, quá ơi, quá cho bự ơi, cá này gần nửa ký á, thấy chưa, nói mà, đực, quá, thế đem rộng lên Nguyễn. Bằng tay luôn nè, bít bằng tay nè, thấy chưa? Bít bít cái bằng tay ta luôn nè, câu dĩ dược mới đã tay, kia. Nó đâm tay tao nữa. Okay. Gỡ ra. Quất cái tay tao dít rồi. Bự quá cầm hết. Thành quả. Ngã máy quay luôn. Đỡ cá ngã máy quay luôn. Thấy dưới đó nó còn nhiều lắm đó.
cá đực màu đẹp ha. Con này nhỏ hơn. Hơn ký chưa? Hơn ký chưa? Hả? Giật hai con là đừng ký rồi. Cái này có tép chắc dính dữ nữa ha. Gồng lum gì rồi bến là con bến con dằn hực luôn banh mắt luôn kìa bạn mình đẩy mạnh nha. Thành quả lộn xộn nó gu nó phi đúng không con bự con không nãy cái bụi chiếc cổ rồi dạng tư luôn.
nghĩ cái đầu tiên là bực 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 không hay, nghĩ cái thứ hai giật nó không ngay. Ôi sợ ơi. Chốt. Làm nó giờ giật chết. Chốt quá mồi. Kêu của mày.